Lén lúc kiểu này cần một chút khéo léo đấy. Có một cây cống cũ dưới chân cầu kìa. Sid này, hai ta đều biết tại sao tôi ở đây, nhưng còn anh thì muốn gì? Tại sao anh lại mạo hiểm vì số kẻ bị ruồng bỏ đấy? Nếu có người biết anh đã làm gì với tài sản của họ thì bay đầu chứ sao? Nhưng đây không phải là về người thống trị hay kẻ bị ruồng bỏ gì cả, mà là tất cả chúng ta. Điều mà tôi muốn là xây nên một nơi không quan trọng cậu là ai, mà cậu sẽ là cậu. Nhưng thế giới của chúng ta chưa sẵn sàng cho một nơi như vậy. Cho đến khi điều đó xảy ra, thì tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình để cho mọi người thấy là vẫn còn hy vọng. Anh kể cho tôi nghe về Benedicta đi. Quyết định đúng và cũng là tồi tệ nhất mà tôi từng đưa ra. Đừng đánh giá thấp ả. Chiến đấu với ai cần của ả không dễ đâu. Garuda, kẻ cần giữ của gió. Thailand đã thất thủ rồi. Các vùng lãnh thổ phía đông đều đã thuộc về lũ Orc. Thần sẽ cho người của mình sẵn sàng khởi hành vào buổi trưa, không cần đâu. Nhưng mấy cái mỏ thì sao? Blight đã nhấn chìm mấy khu mỏ từ lâu rồi. Với lại, người đã có lệnh. Vâng. Bóng tối nuốt chửng vương quốc ngày càng nhiều. Đất đai đang đối khát ít thở mang lại sự sống. Cuối cùng mọi người sẽ đổ xô đến gặp mẹ Pha Lê để được bàn phước lành. Cuộc chiến mà chúng ta tiến hành nhằm sở hữu thứ phước lành đấy sẽ phá hủy chúng ta từ bên trong, đẩy chúng ta đến sự hủy diệt của chính mình. Điều ngài làm là điều phải làm mà. Ta hợp nhất những kẻ thống trị lại để chúng ta có thể chấm dứt xung đột này và tìm thấy được một nơi để chúng ta có thể thấy được ngày mai. Thế giới phải được phục hồi và ta sẽ thấy nó đạt được điều đấy. Có thể ngài đã đạt được điều đấy nếu Sid không phản bội chúng ta. Lại là hắn nữa à? Nàng vẫn còn ham muốn hắn sao? Đương nhiên là không rồi, thưa bệ hạ. Em chỉ phục vụ một mình ngài thôi. I serve you and you alone. Ta vẫn còn nhớ rất rõ vào ngày mà nàng bước vào trong hội trường này. Bàn tay nhợt nhạt của nàng siết chặt lấy hắn như thể sẽ không bao giờ buông. Chuyện đó đã lâu lắm rồi mà. Chàng mới là người mà ta cần. Bây giờ và sẽ luôn như thế. Sớm thôi, tất cả rồi sẽ biết bàn tay của ai mới là người giúp họ không rơi vào bóng tối. Hãy giữ chặt và đừng buông em ra, thưa bệ hạ.
Một trong những lính canh của chúng ta đã không báo cáo thưa phu nhân. Kéo người vào phía trong đi. Hắn ở đây rồi sao? Hãy để chúng dựng Sid và thú cưng của hắn đến nhà nguyện. Ta sẽ chiêu đãi chúng ở đấy. Sau cùng thì ngươi cũng chịu đến tìm ta. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Không phải là đã hơi muộn để cầu nguyện rồi sao? Nhìn ta bộ tuyệt vọng đến mức phải quỳ xuống để cầu xin một vị thần giả mạo à? Ta đang chờ ngươi đấy. Mong là không quá lâu. Làm vậy chỉ để được trò chuyện vào nửa đêm mà. Thế thì nói thôi. Đàn ông và phụ nữ mà cô đã bắt từ Lost Wing đang ở đâu? Ý ngươi là người thống trị chứ gì? Walu đã yêu cầu hắn phụng sự vô thời hạn. Quay về đi Sid, tôi cần anh mà. Hãy nghĩ về tất cả những thứ mà chúng ta có thể cùng nhau tạo ra. Thế giới mà chúng ta có thể gây dựng. Cô mà cần tôi à? Vua của cô mới cần tôi. Tôi sẽ xây dựng một thế giới mới, nhưng không phải là của hắn. Tên khốn nạn đó có một giấc mơ hão huyền và những lời hứa đầy méo mó. Đức vua đã cứu người, và đây là cách mi nói về ngày ấy sao? Mi không có một chút lòng trung thành nào à? Cái gì? Trung thành với kẻ lợi dụng ta, như cách mà hắn lợi dụng cô sao? Mi chẳng biết gì về ta cả, Sid. Cô nói đúng. Tôi không biết cô là ai nữa rồi, hoặc điều mà cô muốn. Tôi chỉ biết rằng cô đã từng nói rằng mình đã quá mệt mỏi để chống chạy, rằng cô chỉ muốn được tự do, tự do khỏi tất cả mọi thứ. Khi đó cô không hề nói dối. Điều gì đã thay đổi vậy? Điều gì khiến cô nghĩ rằng cô phải hy sinh con người của mình để đạt được điều mình muốn hả? Hy sinh à? Tôi sử dụng tài năng của mình để làm lợi thế. Điều đó rất đáng xấu hổ sao? Nếu không xấu hổ thì tại sao cô phải cảm thấy có lỗi với bản thân mình như vậy? Ta thật là ngốc khi tin rằng mình có thể thay đổi. Người duy nhất mà ta thấy có lỗi là ngươi đấy. Ta không thể làm điều này được nữa. Nếu mi đứng giữa giấc mơ của ngày ấy thì ta không còn lựa chọn nào cả. Vĩnh biệt Sid. Lùi lại đi Clyde. Cô đi trước đi. Giờ thì là 3-1 luôn ạ. Sid! Finish sự nốt chúng đi. Chà, Sid.
ít nhất thì cũng không phải là 3-1. Sid, anh ổn chứ? Nhìn tao trông có ổn không? Benedicta đang trên đường đi bắt người thống trị đấy. Cậu không được để họ rời đi. Hãy nhớ là có cánh, còn cậu thì không. Còn anh thì sao? Để anh mày thở đã. Xin lỗi. Đi nào Togo. Ta phải thú nhận là ta mong đợi nhiều hơn từ ông già đấy. Và ngươi thì ít hơn. Đây là lần thứ hai mi đánh bại được các chị em của ta rồi đấy. Kẻ có tài như mi thật sự hiếm có. Tại sao lại từ bỏ vì điều mà mi không rõ ràng hả? Nếu mi cần được sưởi ấm thì ngươi sẽ tìm được ở dưới cánh của ta đấy. Cô biết chính xác là tôi muốn gì mà. Giao kẻ thống trị ra đây thì ta sẽ để cô được yên. Mày dám đưa ra yêu cầu với ta sao? Hãy biết rõ vị trí của mình, cừu non à. Quá là ngu khi dám sủa trước mặt người chăn cừu của người đấy. Ta còn phải đánh bần ra cho mi luôn sao? Không một kẻ nào chịu nghe lời ta cả. Đến đây nào cụ nhỏ, tới với người sẽ thịt người nào. Hắn đang ở đâu hả? Ta không hỏi lại lần nữa đâu. Mi sẽ phải trả giá cho chuyện này đấy.
né đi này. Bà mẹ cái con chó này. Chogo, không cho đã đi, không ai tới cứu mày nữa đâu. Tới lúc đi gặp thú cưng của mày rồi. Tao sẽ chôn chúng mày cùng một chỗ. Nằm xuống đi. Mày, tao sẽ giết cả hai chúng mày.
cũng chỉ là một Randit mà thôi. Ta Sao mi? Sao mi có thể làm được? Sao mi có thể sống được chứ? Câu trả lời đơn giản thôi. Cậu ấy chiến đấu cho những gì mà cậu ấy tin tưởng. Im đi. Sao mi không chết luôn đi? Chúng tôi đã chơi những trò chơi của cô. Giờ thì hắn đang ở đâu? Ai cơ? Mi là thứ gì vậy? Clay. Clay. Người đây rồi. Clay. Đủ rồi đấy. Chuyện gì vậy? Cô ấy biến mất rồi. Chuyện gì vậy? Trả cô lại đây. Trả cô ấy cho tao. Phu nhân. Cô ấy đâu rồi? Gà cô đá của tao đâu? Mày đã làm gì với tao? Mày đã làm gì hả? Thưa phu nhân, chúng tôi cần người. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu đã lấy đi sức mạnh của cô ấy. Sao cậu làm được vậy? Bà mẹ, mong là mấy người Bearer tìm được lối thoát. Clay, nơi này chuẩn bị sập rồi đấy. Nếu kẻ thống trị là người làm ra vụ nổ này, tôi cá là hắn đấy, thì hắn đã đi lâu rồi. Cái gì vậy? Thần đã đánh lạc hướng theo lệnh của ngài. Dân làng đã chạy thoát rồi. Chúng ta cũng nên như vậy. Ừ. Úi, là tôi nè. Trời ạ, ghép, cậu muốn chết lắm rồi đấy à? Tại mấy người chứ ai? Mấy người đâu có làm nửa vời nhỉ? Lối này.
Vậy nếu không phải hai người đã thả họ ra thì ai làm vậy? Hỏi hay lắm. Nhưng quan trọng là họ đã an toàn. Thế là được rồi. Cũng nhờ có cậu nữa đấy. Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi mà. Gã thống trị của cậu ấy sao rồi? Đi rồi. À thì tôi có thể lần theo hắn. Sao anh lại? Sid đã nói cho tôi nghe về gia đình của cậu. Tôi cũng mất gia đình vì đế quốc. Đôi khi báo thù là thứ giúp chúng ta tiếp tục sống. Cảm ơn anh. Bảo trọng nhé. Cậu ta thích cậu rồi đấy. Cô ấy mất rồi. Cô ấy mất rồi. Phu nhân, người phải cố lên. Chúng thần sẽ mang người. Ta phải làm gì đây? Barnabas. Còn bao lâu nữa thì tới đường ven biển đây? Cứ đi kiểu này chúng ta sẽ không tới đó trước được mặt trời lặn đâu. Ngày ấy sẽ biết. Ngày ấy sẽ đuổi ta ra ngoài như những người khác. Ta phải làm gì đây? Ta phải làm gì bây giờ? Thưa phu nhân, chúng ta... Gargoo! Chúng ta có gì đấy nhỉ? Em này ngon phết đấy chứ. Em này mà bán chắc cũng được giá đấy. Tránh ra! Không sao rồi. Họ không còn hại được cô nữa đâu. Đi nào. Về nhà nhé. Không phải là thế không shit. Đây là hình phạt dành cho em khi không nghe lời anh sao? Thế giới khốn nạn này. Nó đáng phải chết. Điều đáng phải chết. Chết đi. Chết hết đi. Sid, cậu cũng cảm nhận được nó phải không? Là Garuda. Trời đất ơi. Mythos. Cô ấy đang hút quá nhiều ít thở. Cổ không kiểm soát được nữa đâu. Nếu Garuda không ngừng lại, cơn lốc đó sẽ nuốt chửng cả khu rừng này đấy. Và cả chúng ta trong đấy. Tôi sẽ ngăn ngã lại. Cậu ngăn ngã kêu gì? Có người đang gọi tôi.
có người gọi cậu thì đâu có nghĩa là cậu phải nghe lời. Mình lẽ ra nên đi cùng với Gap. Chờ đã, Clyde, đó là hệ thống chị, người đã giết em trai tôi. Cậu chắc chứ? Tôi đã gặp hắn hàng đêm trong 13 năm qua, chứng kiến ngọn lửa của ai cần của hắn cướp đi trâu xua của tôi. Coi chừng kìa. Sid, tôi đây, và Togo cũng vậy. Đừng lo cho chúng tôi. Cậu đã chờ đợi chuyện này mà. Đi đi. Sid, xin hãy tha thứ cho tôi. Mì đã gọi ta sao? Tại sao vậy? Ở đâu? Tên thống trị đấy đâu?
Mình không là gì ngoài một con quái vật. Và ta sẽ không. Để mình chặn đường ta. Thức tỉnh. Thức tỉnh đi, đứa con của định mệnh. Tỉnh dậy đi nào, Ifrit.
Kiểm soát nó đi, Clay. Là cậu phải không, Clay? Dừng lại đi. Ta bảo là dừng lại. Quá tốt bụng. Đó là vấn đề của mày đấy, Sid. Trời đất ơi. Bóng ma mà cậu theo đuổi hóa ra lại nằm bên trong cậu bấy lâu. Nếu không biết điều đó có nghĩa là gì thì ngốc thật đấy. Tại sao vậy? Tại sao em phải nghe lời của hắn chứ? Banner, đây không thể là điều mà em muốn phải không? Ngài ấy trỗi dậy rồi. Bệ hạ, đức vua vạn tế Odin vì Hoa Lu. Đức vua của sự táo bạo hay là tuyệt vọng đây? Ngài sẽ nghênh chiến với hắn chứ, thưa điện hạ? Đương nhiên rồi. Cầu cho hơi thở của Gengu sẽ đi cùng với đôi cánh của ngài.
là Bahamut đấy. Hoàng tử đang bên cạnh chúng ta rồi. Đội mới là quân đi. Vâng. Thưa điện hạ, lũ phá hoại à? Cuộc tấn công của chúng diễn ra thường xuyên và lan rộng, thậm chí là có cả ở Thánh Đô. Thánh Đô à? Phụ vương thì sao? Thánh vương vẫn an toàn à? Nhưng ngài ấy đã ra lệnh tăng cường bảo vệ thành phố, nên chắc sẽ không có quân tiếp viện đâu ạ. Không sao, an toàn của hoàng đế là trên hết. Ta sẽ đối phó với kẻ thù ở đây. Tất cả bọn chúng. Là do mình. Mình đã giết Joshua. Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Cậu quá là nhiều bất ngờ thật đấy. Đầu tiên là dùng mánh khóe đó với Garuda, sau đó thì... Không biết là cậu đã có sẵn nó trong người đấy. Làm đi. Hả? Giết tôi đi. Là do tôi. Tôi đã giết thằng bé. Tôi đã giết Joshua. Tôi đã giết tất cả họ. Tôi là một con quái vật. Tôi xứng đáng phải chết. Chấm dứt đi. Chấm dứt ngay đi. Làm ơn. Tôi nghĩ là mình có thể tiễn cậu đi nếu đó là điều mà cậu muốn. Nhưng trước hết, tôi nghĩ là mình sẽ cho cậu lợi ích từ cái đầu khôn ngoan này đấy. Với tôi thì cậu vẫn còn thở. Mà còn thở là còn gỡ. Mặc đồ vào. Cũng đẹp trai đấy. Nhưng gu của anh mày không phải là chú. Tôi sẽ gặp cậu trong sảnh.
Cách đây không lâu, đây là tuyến đường thương mại rất thịnh hành đấy. Rồi dịch Blight tới, mọi người bỏ đi, cứ thế mà tan hoang, làm cho chỗ này trở thành đường tắt ngon lành. Gab đang chờ chúng ta ở phía trước đấy, đi nào. Cậu vẫn còn đang tự trách đấy à? Đừng mà, xin anh đấy, nghĩ đi Clyde. Lời đồn đều chỉ là... Đó là tín hiệu của đế quốc đấy. Họ không nên ở đây. Pháo đài cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi mà. Tí nữa rồi nói. Tôi cần xem lũ khốn đó định làm gì. Cậu đi gặp Gap đi. Nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng những nghĩ cái gì. Gì vậy nhóc? Đuổi theo hắn, đừng để hắn thoát. Kẻ nào đấy? Hắn là một tên đào ngũ đấy. Lấy đầu hắn đi. Chặn đường ra. Hắn đây rồi. Đừng để hắn thoát. Giết tên đào ngũ đi. Clyde, tình hình là gì vậy? Anh đến trễ. Và Gap đang gặp chuyện đấy. Cái gì? Lũ đế quốc này đang đuổi theo anh ấy. Hiểu rồi. Tôi đến đây là để cân bằng tỷ lệ. Trời chứ. Tôi sẽ giải quyết con rồng. Cậu giết tên Dagoon đấy đi. Kể từ lúc nào mà bọn khốn nạn thì biết bay gì vậy? Cái gì lên được thì cũng xuống được thôi. Đi nào. Shit!
tay anh đây. Giúp tôi. Help me. Giúp em với Clay. Help me, Clay. I've got you. Anh đây. Giỏi đấy. Clyde không có mũi thính như vậy. Tôi còn bảo cậu ta đi còn vấp đá đấy. Thì mũi thính quá nên ra là gì đó. Nếu không phải bởi hai người, chắc tôi bị chuyện này ha. Cảm ơn cậu nhiều nha. Rồi, cậu có tin gì vậy? Tôi đã tìm thấy nơi bạn của cậu hướng tới rồi. Gáp à, tôi... Hắn và ả người hầu đang trên đường đến quê cũ của cậu đấy, là Rosaria. Cậu nên thấy những gì mà họ đã làm với bọn đế quốc khi chúng cố ngăn họ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn là người thống trị lửa đấy. Không thể nào. Clyde, tôi đã thấy cậu biến thành một con icon trước mặt tôi đấy. Và rất có thể là chính cậu là người đã giết Phụng Hoàng. Nhưng chúng ta không cô độc mà phải không? Người mà cậu đã thấy trong cơn lốc đấy. Ừ, tôi cũng thấy cậu ta nữa. Cậu không mơ đâu Clyde. Cậu ta đang ở ngoài đó. Nhưng hắn là ai? Đừng hỏi tôi, sao tôi biết được? Nhưng tôi biết một điều. Cậu sẽ tìm thấy hắn và biết được thôi. Vì cuối cùng cậu còn có một lời thề mà. Cái gì? Cậu đã thề là sẽ trả thù cho em trai của mình. Cậu sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi săn lùng được kẻ đấy. Thế nên hãy tìm xem hắn có phải là người chịu trách nhiệm hay không. Tự sát nếu hắn không phải cũng chưa muộn mà. Sid à, tôi... Đừng cảm ơn tôi. Cảm ơn Gap kìa. Cảm ơn Gap nha. Năm nay chim không về. Những vùng đất chết đã nuốt chửng gốc rễ của chúng. Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Chúng ta sẽ đến Rosaria trong 1 đến 2 ngày nữa. Quay về nơi tất cả mọi thứ bắt đầu. Hắn phải bị ngăn lại. Cậu ta cứ như một ngọn núi lửa ấy. Có bao giờ thấy núi lửa chưa? Hả? Clyde! Bạn của anh. Cô ấy tỉnh rồi kìa. Ừ. Đi gặp cô ấy đi, thằng ngốc này. Được rồi, giải tán thôi nào. Ghost, đi cùng anh nào. Gav, đi chăm sóc vết thương đi kìa.
Trời ơi, tai liệt mất. Sao vậy? Rồi rồi rồi, vô đây anh kể cho nghe. Ra là thật. It's true then. Thật sự là anh kìa. It really is you. It is. Clive. You're alive. Anh vẫn còn sống. So are you. Em cũng vậy. I still can't. Anh vẫn không thể tin được. Vết thương của em lành rồi à? Yes. Ừ. Taza đã kể cho em nghe, anh đã cứu mạng em. He saved my life. Anh gần như đã lấy mạng của em trước đấy. Anh không biết. Forgive me. Thứ lỗi cho anh. Nhưng sao em lại ra nông nổi này vậy? Fighting. Chiến đấu cho chúng. Lũ Ivan Blood. Họ xâm lược không lâu sau khi có tin từ cổng của Phụng Hoàng. Rosaria đã mất đi người trị vì, công quốc đã rơi vào hỗn loạn. Vương quốc sắt thấy được điểm yếu và tấn công. Họ giết đàn ông và bắt phụ nữ. Và đưa em trở lại Ironhome. Em tưởng rằng họ chơi đùa với em trước khi giết, nhưng không hề có hồi kết. Sức mạnh của em đã thức tỉnh và mọi thứ đã thay đổi. Tất cả xảy ra rất nhanh. Chúng ta được báo rằng quân Iron Blood đã bắt được một người thống trị và lên kế hoạch đưa cô ấy vào cuộc chiến. Họ đã cho em lựa chọn. Một là chiến đấu cho họ trên chiến trường, hoặc thấy những người phụ nữ quê mình bị tàn sát. Thế mà họ gọi chúng ta là những người thống trị đấy. Hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy Clyde? Chuyện gì đã xảy ra tại cổng Phụng Hoàng vậy anh? Là do anh. Anh đã giết Joshua. Không. Không đúng. Em biết anh mà. Anh không làm như vậy đâu. Đó là sự thật. Anh đã biến thành hắn cách đây không lâu. Icon thứ hai thuộc hệ lửa. Second icon of fire. The one responsible. Clay à. Khi anh nghĩ về đêm hôm đấy, kẻ mặc áo choàng kín đầu, hắn nói chuyện với anh. Hắn đã nói gì nhỉ? Chúng ta đã tìm thấy ngươi. Chúng ta đã tìm thấy ngươi. Ý hắn là sao? Clyde, chúng ta nên quay về đấy, về cổng Phụng Hoàng. Em cần phải biết chuyện gì đã xảy ra, và anh cũng vậy. Và nếu những gì anh nói là đúng, và anh đã làm những chuyện đấy, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với nó. Jill à, anh... Được rồi. Vậy thì cô sẽ cần phải thay quần áo đấy. Ra ngoài đi anh kia. Chúng tôi không muốn thấy anh quá phấn khích đâu. À, xin lỗi.
Em sẽ gặp anh sớm thôi, Clyde. Thông suốt rồi nhỉ? Chúng tôi sẽ đến Rosaria ngay khi có thể. Quay về chốn xưa à? Rosaria không còn như trước đâu, Clive. Hãy đi thẳng đến nhà nghỉ của Martha và hỏi chủ nhà ở đấy. Cô ấy là một người bạn. Hãy nói rằng cậu đang ở đây cùng với Sid. Cô ấy sẽ giúp. Hiểu rồi. Cảm ơn Gap. Tôi sẽ lạc lối nếu không có anh. Yêu, ông ơi, not my gu. Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi mà. Không cần phải vậy đâu ông. Nhớ bảo trọng nha. Tôi dở chia tay quá mà Sid đâu rồi nhỉ? Gửi lời chào của tôi đến anh ấy nha. Xin lỗi vì đã để anh chờ. Ready. Sẵn sàng chưa, thưa tiểu thư? Ready. Rồi. Rosaria, đã 13 năm rồi. Những làn gió, mùi cỏ cây vẫn giống hệt như anh đã từng nhớ. Anh chưa từng về hả? Anh không thể. Triều đình luôn theo dõi rất gắt gao. Sẽ bị chặt đầu nếu bị phát hiện là đào ngũ. Lối thoát duy nhất là đi làm nhiệm vụ. Em hiểu rồi. Nhưng phần lớn là do anh sợ. Rất sợ để quay về. Em biết mà. Nhưng anh đã ở đây rồi. Nhờ có em đấy. Chúng ta nên đi tiếp thôi. Thứ lỗi, cô có phải là chủ nhà ở đây không? Còn tùy vào người hỏi. Tại sao lại mang theo một bearer của đế quốc đi cùng thế? À, để bảo vệ. Nếu cô có thể tư vấn cho tôi về con đường an toàn phía Tây thì chắc là không cần. Tôi lo cho bạn của cô hơn đấy. Bearer không dễ dàng gì ở Rosaria tầm này đâu. Nếu anh ta bị bắt, cô cũng sẽ không ổn đâu. Thế nên chúng tôi mới cần tránh xa khỏi quân đội. Gáp bảo cô có thể giúp chúng tôi. Ui Thea, chúc mừng đứa con mới ra đời nhá. Không mang nó theo à? Đó là một bearer. Thằng nhóc mà tôi mang nặng chính cái mùa chăn. Đó là một bearer đấy. Trời đất ơi, tội nghiệp. Cô đã đưa nó cho họ rồi à? Tôi bỏ nó ở đồn trú rồi, để họ tự xử nó. Tôi không chờ được nữa. Vậy là không còn gì lo nữa rồi nhỉ? Mẹ à, nó đâu phải là em của con phải không? Ừ. Con sẽ sớm có một đứa em khác. Nhớ. Dạ.
Tin được không? Bearer có thể bị coi thường dưới thời của đại công tước Elwin, nhưng họ vẫn được gọi là con người. Giờ thì họ còn tệ hơn cả một bãi phân nữa. Hãy mang thứ này đến thư viện giùm tôi. Rồi hai người sẽ thấy. Ở đây chứa đựng thứ đen tối nhất trên thế giới này. Chúng tôi sẽ gặp ai ở tu viện vậy? Là tu viện Glydemon trên bờ vịnh Sorowai. Chủ trì ở đó là bạn. Hãy nói với ông ấy là Martha gửi hai người đến. Hiểu rồi. Chúc một ngày tốt lành. Tu viện vẫn chưa mở để cầu nguyện. Chúng cháu đến là để quyên góp từ Martha. Ta hiểu rồi. Xin hãy theo ta. Tôi không muốn chết. Cha ơi, tôi đau quá. Con đau quá, con xin người. Ánh sáng đang mờ dần. Con không muốn chết trong cô độc. Không sao đâu, ta đây rồi. Mấy người này là ai vậy? Là bearer của Martha. Cô ấy giao họ cho tôi chăm sóc, để ta có thể xoa dịu nỗi đau của họ vào những giây phút cuối đời. For the time they have left. The curse has taken. Lời nguyền đã bắt được tất cả họ. Các bearer đã bị ép buộc dùng hết món quà của mình. Mỗi lần hút ít thở, cơ thể của họ sẽ bị hóa đá dần, cho đến khi tất cả chỉ còn lại là đau đớn, và đó là lúc họ sẽ bị gạt sang một bên. Ta hoặc là Martha cũng không thể thay đổi được gì. Nhưng ít nhất chúng ta có thể cố gắng giúp họ dễ chịu hơn vào cuối đời. Hãy có niềm tin, con trai, vì con sẽ được tái sinh, sẽ tìm được hạnh phúc mà con không có trong cuộc đời này. Cảm ơn, thưa cha. Cảm ơn vì đã mang đến loại thuốc này. Bây giờ, họ sẽ có những giây phút bình yên vào cuối đời. Lần tới gặp Martha, xin hãy nói cho cô ấy biết có hai người nữa đã qua đời.
Sid. À, Clyde đó à? You're not where I left you. Hurt your hand. Tay anh bị thương à? I did, yeah. À. With a thousand little. Này là do dùng sấm sét nhiều quá mà. Around the way I used to. Think of it as. Coi như đây là một thành tựu. For long service and exemplary misconduct. Cậu không đến đây là để cằn nhằn chuyện đấy. Ừ. Cảm ơn Sid vì mọi thứ. Nếu hai người muốn đi thì thoải mái. Tôi chắc là hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau nếu hai người chịu tránh xa tôi ra đấy. Sid. Tôi từng quen một cô bé vào những ngày trước. Cô ấy là một nô lệ của số phận, giống như cậu thôi. Tôi đã muốn cứu cổ. Vì một lý do nào đó mà tôi nghĩ là mình có thể. Sita. Tôi không phải là một vị cứu tinh nào cả, mà chỉ là một lão già tự phụ mà thôi. Tôi nói về những người đang tự rèn giũa tương lai. Nhưng thay vì cho họ búa thì tôi lại đánh bại họ bằng những lời lẽ của mình. Nhưng Clyde này, tôi sẽ nói điều này. Cậu không phải là một con quái vật. Cậu vẫn luôn là chính mình. Hãy chấp nhận điều đấy, rồi cậu sẽ thoát khỏi số phận của mình. Số phận của tôi à? Nghe này chàng trai, cậu đã có một cuộc sống rất khó khăn, và tôi thấy điều đó sẽ không trở nên dễ dàng hơn. Cậu có thể không cứu lấy bất kỳ ai khác, nhưng ít nhất hãy cứu lấy chính mình. Tôi sẽ cố. Và Jill này, tôi xin lỗi vì chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện, nhưng tôi chắc là cô sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Vâng. Xong rồi nhỉ? Ừ. Quay về thôi, đừng để Nan chờ. Gặp sau nhé. Yên tĩnh nhỉ? Yes. Ừ. You. Ngài. You're Clyde. Ngài là Clyde Rosville. Là thần đây, Hannah. Thần là vợ của lãnh chúa Mơ Đốc. Lady Anna. Phu nhân Hannah. Tôi biết đó là ngài mà. Hai người không thay đổi tí nào cả. Thật tốt khi được gặp lại hai người. Thật tốt khi được gặp lại. Thật tốt khi được gặp lại người, thưa phu nhân Hannah. Nếu có thời gian, xin hãy ghé sang nhà của tôi. Tôi không có gì nhiều, nhưng của tôi, tức là của hai người.
Thế thì còn gì bằng ạ? Hai người đã đi lang thang khắp nơi kể từ đó sao? Tôi có thể hiểu, nhưng hai người còn quá nhỏ vào lúc đó mà. Không dễ dàng gì, nhưng bọn cháu đã sống. Và giờ đã về rồi ạ. Thật tuyệt khi thấy cô vẫn an toàn đấy, thưa phu nhân Hannah. Người sẽ ở lại đây sao ạ? Rosalith vẫn còn phước lành của mẹ pha lê phải không? Người có thể đến đó mà. Căn nhà này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Miễn là ta có thể sống ở đây trong yên bình, thì ta vẫn sẽ ở. Mà cũng không quan trọng đâu. Thủ đô thì dân thường không được vào. Đó là lệnh của nữ công tước. Hay ta nên gọi là nữ hoàng của đế quốc. Cuộc hôn nhân của bà ta và hoàng đế xứ Sandbreak thay đổi rất nhiều thứ. Đương nhiên rồi. Xin thứ lỗi cho ta. Ta không có ý như vậy. Làm ơn đi. Không có gì mà phải xin lỗi đâu ạ. Mẹ của ta sẽ không làm khó cho cô và chồng của cô đâu nhỉ? Chắc bà ấy sẽ không từ chối tướng quân đâu nhỉ? Vậy là cậu không biết. Rodney đã qua đời vào đêm xảy ra hỏa hoạn đấy. Anh ấy không hề quay trở lại từ cổng Phục Hoàng. Ta xin lỗi. Clay à, cậu bé tội nghiệp, chắc đường đi chắc trở lắm. Ngài cứ nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Anh có chắc là không muốn ngủ trong nhà không? Anh không thể. Sau những gì mà anh đã làm. Phu nhân Hannah đã nói rằng cô ấy sẽ chuẩn bị quần áo để thay cho anh vào buổi sáng đấy. Cô ấy thật sự rất tốt bụng. Mười ba năm giết chóc. Mười ba năm không một tia hy vọng nào. Chỉ có duy nhất Joshua mới có thể làm anh sống tiếp. Anh đã thề sẽ trả thù cho nó, rằng anh sẽ giết kẻ đã giết nó. Đó là điều duy nhất mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh. Nhưng nếu anh là người đã giết Joshua, giết ngài Mô Đốc và tất cả những người khác, thế thì tại sao anh vẫn còn thở làm gì? Em cũng tự hỏi bản thân tương tự. Khi em chiến đấu, hàng trăm người sẽ chết. Có rất nhiều thi thể, rất nhiều mảnh đời đã bị tước đi. Vào ngày hôm đó, ở Damekia, em đã muốn đi cùng họ.
Em đã muốn chấm dứt mọi thứ. Em không thể chịu đựng được nữa. Nếu sống như thế, vậy thì chết còn hơn. Anh xin lỗi. Anh còn nhớ cái đêm trên ban công không? Đêm mà chúng ta cùng nhau ngắm trăng ấy. Em đã nguyện cầu với Metia và lời nguyện cầu đó đã được hồi đáp. Anh đã quay về với em. Thiên đường hẳn là có kế hoạch cho chúng ta. Chúng ta nên đi nghỉ thôi. Ừ. Ngủ ngon Clyde nhé. Sleep well. Ngủ ngon. Thank you. Cảm ơn phu nhân Hannah. Có lẽ bây giờ người ta sẽ không bỏ chạy khi nhìn thấy ta nữa. Ngài nhìn giống hệt Elwin hồi trẻ. Sao cô lại có đồ cũ của phụ thân ta vậy? Trước khi Elwin trở thành đại công tước, gia đình của chúng ta thường đi nghỉ hè cùng nhau. Ngài ấy và Rodney như anh em ruột ấy. Mấy bộ đồ này nằm trong tủ cũng lâu lắm rồi. Cảm ơn và xin lỗi vì đã lấy đi ký ức của người. Nào có. Đây là điều mà phụ thân của ngài muốn mà. Hợp với anh lắm đấy. Cảm ơn phu nhân Hannah. Cảm ơn cô. Cô thật sự rất tốt bụng. Không, ta mới nên cảm ơn hai người. Mặc dù không được lâu, nhưng được thấy lại hai người đã khiến ta quay trở lại khoảng thời gian hạnh phúc đấy. Tạm biệt, thưa lãnh chúa và tiểu thư. Cô cũng vậy nhé, thưa phu nhân Hannah. Đây rồi. Cổng Phụng Hoàng. Nơi mà mọi chuyện bắt đầu sai trái. Đi nào Clyde. Đến lúc tìm ra sự thật rồi. Như thể thời gian đã ngừng lại. Anh nghĩ rằng không ai có lý do gì để quay lại đây cả. Không. Nó vẫn giống như khi anh rời đi.
đi xem xét xung quanh nào. Gì vậy Togo? Fly. Là hắn đây. Where is he? Hắn đâu rồi? Nowhere to be seen. Không thấy. Damn it. Chết tiệt. He's like a bloody eagle. Tên này như con lươn ấy. What is this place? Nơi này là gì vậy? Some là đền gì đó à? Sorry. Anh xin lỗi. You've em chưa từng đến đây. This is đây là sảnh của cổng. The gate. Cổng à? It's a đó là di tích của Fallen. Chỉ có người thống trị Phượng Hoàng mới mở được. Hence the castle. Vậy ra tên của lâu đài là thế. This was đây là nơi mà Joshua, Joshua được cho là sẽ... Yes. Ừ. He would have stepped thằng bé sẽ bước qua cánh cổng này vào sáng hôm sau và lắng nghe lời của tổ tiên. Anh sẽ đi cùng với thằng bé à? No. Không. Apodichri là thánh địa. Chỉ có người thống trị mới được vào. Anh và các siêu sẽ canh gác ở đây, cầu nguyện cho thằng bé quay về an toàn. Hắn đi đâu rồi nhỉ? Có lẽ hắn đang ở bên trong đấy. Không thể nào. Hắn cần sức mạnh của Phượng Hoàng. Cảm ơn em, Joshua. Anh có chắc không? Never chưa more. Bao giờ chắc hơn. Anh nghĩ bức tranh này bao nhiêu tuổi rồi? Cả nghìn năm hoặc là hơn à? Anh không biết. Anh chưa từng thấy thứ gì thế này cả. Ai là người ở giữa vậy? Là loại thần gì đấy à? Ngươi là hắn, người thống trị thứ hai của lửa. Ngươi là ai? Là ngươi. Chúng ta là ngươi. Gì vậy? Mình đã quay trở lại.
Joshua! Stop it! Dừng lại đi! Please! Làm ơn dừng lại đi! Mình đã giết chết thằng bé. Joshua chọn ta để trở thành siêu của thằng bé. Nó đã ban phước cho ta, nhờ ta bảo vệ cho nó. Ta lẽ ra nên bảo vệ nó vào ngày hôm đó. Đó là nghĩa vụ của ta. Joshua đó hả? Anh xin lỗi. Anh đã làm em thất vọng. Joshua đã chết. Ta đã giết nó và đã trách người khác vì những gì mình làm. Ta rất sợ để chấp nhận điều đấy. Ta đã đánh mất những gì còn sót lại của mình. Nên ta đã chạy trốn khỏi mọi thứ. Còn giờ, ngươi đã sẵn sàng để chấp nhận sự thật chưa? Rồi. Ta biết không dễ dàng gì, nhưng đó là điều mà ta phải làm để linh hồn của Joshua cuối cùng cũng được yên nghỉ. Dù cho sự thật đang chờ ta còn cay đắng đến thế nào, ta vẫn sẽ tiếp tục. Đến đây nào, Ifrit, cho ta thấy mi thực sự là ai đi nào.
không? Mi vẫn phủ nhận nó, ngay cả khi sự thật đang nhìn chằm chằm vào Mi. Thôi nào Clyde, đối diện với nỗi sợ của ngươi đi. Không lối thoát nhỉ? Đừng lo, ta chán chạy trốn khỏi người rồi. Cùng nhau nào. Đến lúc để tìm ra chúng ta thật sự là ai, một lần và mãi mãi. Thể hiện đi nào, Ewick.
rồi. Ta đã biết sự thật. Mi không phải là Ifrit. Ta mới chính là Ifrit. Cuối cùng, ngươi cũng chấp nhận sự thật đấy. Ngươi được sinh ra để nắm giữ sức mạnh vô hạn. Clive, anh ổn chứ? Jill, không sao, anh ổn. Không còn đuổi theo những cây bóng nữa. Gã đấy không có ở đây đâu. Chúng ta đi thôi. Clive, anh có chắc là mình ổn không? Anh có thể nói cho em biết mà. Anh đã luôn tự nói với bản thân mình. Anh đã thức tỉnh là người thống trị lửa ngay tại lâu đài này, và anh đã chạy trốn khỏi điều đó kể từ lúc đấy. Nhưng giờ anh đã chắc chắn mình thật sự là ai. Ai canh thứ hai hệ lửa, kẻ giết chết em trai anh và chôn vùi lâu đài này, chính là anh. Ifrit. Clive, anh đã giết rất nhiều người vào đêm đó, hủy diệt rất nhiều thứ, bao gồm cả em. Và anh phải chuộc lại lỗi lầm mà mình đã làm. Nhưng anh cần phải biết toàn bộ sự thật trước. Tại sao ai canh hệ lửa thứ hai có thể tồn tại? Tại sao anh lại được chọn là người thống trị của nó? Kẻ mặc áo choàng mang chúng ta đến đây là ai? Hắn muốn gì? Anh cần phải biết. Vì anh vẫn còn thở, anh sẽ cố làm mình trở nên hữu dụng nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm câu trả lời. Em cũng muốn biết được sự thật.
Sẽ có đủ thời gian để chuộc lại lỗi lầm khi chúng ta xong chuyện mà. Anh đã mong là em sẽ nói thế. Anh không nghĩ là mình làm được khi thiếu em. Em chưa bao giờ là người che giấu sự thật, thậm chí hồi nhỏ. Và bây giờ em không hề thay đổi. Anh sai rồi. Em đã thay đổi. Nhưng em không muốn là người đó nữa. Những thứ mà cô ta đã làm là không thể nào tha thứ. Thế mà họ là những gì đã đưa chúng ta quay trở lại với nhau. Cảm ơn em, Jill. Nếu anh ấy ở đây thì sự xáo trộn mà ta cảm thấy ở lâu đài hẳn là thời gian sắp hết rồi. Nói cho ta biết là ai đã làm, hoặc ta sẽ làm mi chịu chung số phận. Kẻ giàu đến bảo rằng Sid đã trả tiền cho hắn à? Tao đã để mày thoát cùng lũ chuột của mình, và đây là cách mày trả ơn tao sao? Tìm ra hắn đang ở đâu, tao sẽ nghiền nát hắn, lột xác hắn và tất cả những con đàn bà bẩn thỉu của hắn. Và gửi từng người một xuống địa ngục. Cút ngay! Vâng, vâng ạ. Benedicta.